Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác một cái mẫu giá đỡ đa năng đang hot nhất trên thị trường hiện nay. Và cái sản phẩm này là một sản phẩm đang được rất nhiều nhà bán hàng, TikToker hay những người review ưa chuộng. Tại sao như vậy thì các bạn hãy xem. Đây là cái sản phẩm của chúng ta nhé, là đến từ hãng Zhopee. Và cái sản phẩm này được hãng Zhopee các bác nhé. Và cái sản phẩm này nó có rất nhiều cái chức năng mà các cái giá đỡ thông thường không có. Thứ nhất là nó có thể gọi là quay 360 độ này, hoặc là nó có thể quay review các góc khó, ngang dọc và live stream các thứ, tất cả thoải mái các bác nhé. Đó, rất 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 nhiều góc khó cái sản phẩm này thì làm được. Và cái sản phẩm này các bác phải nhìn thấy này, nó được làm bằng hợp kim nhôm này, rất là chắc chắn luôn. Và đi kèm theo bộ sản phẩm ấy, nó sẽ có hai cái này rất quan trọng này các bác này. Ở đây là một cái thiết bị đa giác để chúng ta có thể điều chỉnh các cái khớp này. Ví dụ như cái khớp này chúng ta để này, nếu chúng ta cảm thấy lỏng đúng không ạ, thì chúng ta có cái này để chúng ta điều chỉnh cho chắc lại. Còn cái này là để chúng ta lắp cái ốc ở dưới đế. Các bác nghe âm thanh này, đó, rất là chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, cái này là hợp kim nhôm. Đó, thì với một cái sản phẩm khi mà các bác có mua hàng thì nó sẽ có những gì? Đây các bác có thể nhìn thấy này, đây là một nguyên một bộ. Các bác mua hàng về sẽ được nhận một sản phẩm như này. Bên trong là sản phẩm, bên ngoài là hộp có chữ L58 và đến từ thương hiệu Zhopee nhé. Các bác mua hàng phải để ý. Sản phẩm này thì nó nặng lên đến là 2,6, 2,7 cân, đúng không ạ? 2,6, 2,7 cân. Đó, cả đóng gói và nó rơi tầm gần 3 kg các bác nhé. Đó thì bây mình sẽ bóc ra cho các bác xem nào, bên trong có những gì nhé. Đó, bóc ra cho các bác xem bên trong có những gì này. Đó các bác, đây bên trong sản phẩm này các bác có thể thấy này, được đóng gói rất là chắc chắn luôn này. Thứ nhất là sẽ có cái mút đấy, mút để bảo vệ này, thì mình sẽ không phải lo vấn đề vận chuyển. Đó, các bác rất nhiều bác rất lo vấn đề vận chuyển. Thứ hai là các bác thấy đây là cái bộ đa giác và ốc để lắp đế nhá. Đó thì bây mình sẽ hướng dẫn các bác lắp một bộ mới như này. Đó, một bộ mới luôn nhé. Đó thì đầu tiên là các bác lấy cái đế này ra. Cái đế này nó rất là nặng. Đó, riêng cái đế này đã nặng hơn 2 cân rồi các bác nhé. Đó, tiếp theo thì các bác sẽ lấy đa giác này, đa giác to để lắp cái này. Chúng ta sẽ đưa cái ốc này xuống dưới, các bác nhìn, đưa ốc này xuống dưới này. Đó, và cái chân này các bác bỏ cái ly lông ra. Bỏ lông vào và xoay cái này xuống. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái đa giác này để xoay cái phần chân nhé các bác nhé. Các bác chú ý là cái phần mút này chúng ta sẽ để ở bên dưới. Nếu các bác lắp ngược lên trên thì sẽ đứng, nó sẽ không được vững đâu và sẽ là lắp sai nhé. Đó, đó, khi các bác cố định chặt. Đấy, các bác thấy chưa? Cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, cực kỳ chắc chắn. Đây là xong cái chân rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái thân. Đây các bác nhìn này, cái khớp thân của nó này. Đó, để các bác xoay vào đây. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đó, thanh nó đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ lắp cái khớp này vào đây. Đó. Rất chi là dễ đúng không ạ? Vì cái sản phẩm này nó là một hàng cao cấp, đúng không ạ? Hàng cao cấp nên là tất cả các gen, các khớp nó rất là chuẩn, rất là đẹp. Các bác nhìn này. Đó, cái độ gen của nó rất là khít. Đó, đến đây là xong. Đó, ok. Và gần xong rồi các bác nhé. Đó, sau đó chúng ta có thể có một cái kẹp điện thoại. Đó, chúng ta sẽ có một cái kẹp điện thoại như này. Đó, chúng ta sẽ có một kẹp điện thoại như này. Thì các bác chỉ cần lắp cái kẹp vào đây và dí này vào đây là được, dùng sức một chút. Ok, đó, rất chi là dễ. Sau đó chúng ta sẽ xoay gen này vào đây. Rồi, ok. Đó, cái này thì chúng ta có thể là 360 độ, đủ các tư thế live stream ngang dọc trên xuống. Đó, các bác nhé, đó, rất là thoải mái luôn. Đó, đây, tư thế này chẳng hạn, đúng không? Và sẽ có hai cái bộ này để đi kèm này. Có khi chúng ta lắp cái này thì chúng ta tháo đế, chúng ta dùng cái này. Và khi các bác muốn điều chỉnh các khớp này, ví dụ như các khớp này chúng ta cảm thấy nó hơi cứng hoặc hơi lỏng, thì chúng ta có thể dùng cái ốc này để điều chỉnh ở đây. Đấy, đúng rồi các bác. Đấy, điều chỉnh rất là dễ thôi. Đấy, lỏng chưa, các bác thấy lỏng không? Đấy, lỏng như này, mình chỉ cần khít vào phát. Đấy, rất là khít luôn các bác nhé. Đó, các bác mua hàng thì chú ý để ý cái thương hiệu này. Đó, thương hiệu này nó là hàng chất lượng, còn nếu như hàng rẻ thì sẽ không phải thương hiệu này đâu các bác nhé. Đó thì đây là một sản phẩm đang bán rất là chạy, là hàng cao cấp. Đấy, các bác nào mà cần nguồn hàng ở giá tốt nhất ở thị trường Việt Nam thì inbox cho bên em nhé. Cảm ơn các bác.